Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với thông tin liên quan đến việc chống thất thu thuế. Hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cho biết cơ quan quản lý sẽ ra mắt công cụ AI để kiểm soát doanh thu và giao dịch trên các sàn thương mại điện tử vào tuần tới. Và Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường trong năm 2025 đối với xăng, khí ethanol, dầu mỡ nhờn, giảm 70% đối với nhiên liệu bay và 40% đối với dầu hỏa. Hơn 1/4 số người tham gia đã trở thành mục tiêu của lừa đảo giả dụng bằng AI trong 12 tháng qua. Điều đáng lo ngại hơn là 46% số người được hỏi không biết về hình thức lừa đảo này. Và 8% cho biết họ sẵn sàng chuyển tiền theo yêu cầu của người thân, ngay cả khi nghi ngờ tính xác thực của cuộc gọi. Bà Lisa Remy, giám đốc an ninh thông tin của Sky.